Xin chào mọi người, hôm nay quay cho mọi người ngắm thanh niên sẹo đợt thay lông. Đây. Sẹo hổ báo. Đợt này là đợt thay lông của hầu hết chó. Đây, chờ thanh niên đi vệ sinh xong đã. Đang ra đây đi vệ sinh đấy. Bọn này thì nó rất là thân thiện môi trường, có thể nói là như vậy. Tạm thời là cái khoảnh vườn ở cái góc đằng này chưa dọn được, mới dọn được cái đằng này thôi. Về sau là nó sẽ thoáng như cái đằng này. Trồng cái quả này này, chờ nó lên thì nó sẽ phủ, là nó sẽ không có những cái quả cao nữa. Ok, ra đây. Đây có thể nói là một biện pháp chống rắn. Vì là cái khu vực này nó rất nhiều rắn hổ mang, gần như là tuần nào cũng gặp một con, gần như là như vậy. Thế là rắn hổ mang thì nó rất là độc. Mới hôm vừa rồi mới mất một mẹ với lại mấy con nào cũng liếm phải cái nọc độc của con rắn. Nên là về sau ấy là cái vườn nó sẽ phải như thế này. Đang làm dần. Về sau là cỏ nó thấp như thế này thôi. Đấy, như chỗ này. Đây. Đấy. Và nó mọc nó lan ra thì là ok. Nó không có những cái quả nó tùm lên thì rắn nó sẽ không vào nữa. Sẹo ơi, ra đây. Thấy không? Ý, quá đẹp dài luôn nhỉ. Sẹo quá là đẹp dài luôn đấy. Đây, đang thay lông rồi này. Đấy. Đang thì thay lông. Lâu lắm lại không tắm. Đây, cái lông cũ đây. Lông cũ này nó rơi ra này. Khi chúng nó thay lông mà chúng nó tự dụi xuống gãi lưng xuống dưới đất để cho những cái lông cũ nó rơi ra. Nhưng mà những cái lông cũ này nó bám đất thì nó lại dính lại thành bết thì nó ra kiểu như này. Mọi người sẽ thấy cái tình trạng này ở chó ta rất là nhiều. Với những con chó mà nó không được tắm. Đó. Đây, như sẹo này là cũng phải 2 tháng nay không tắm này. Đấy. Để mai tắm cho sẹo phát nhỉ. Mai tắm cho sẹo phát nha. Mấy hôm nữa lại quay video lại sẹo, mọi người sẽ nhìn nó sẽ sạch tinh những cái lông rụng đó. Quan trọng nhất đấy. Nào, sẹo ra đây. Sẹo. Sẹo ơi, ra đây xem nào. Vẫn còn đang lang thang. Ra đây tại vì thấy chủ đang cầm một cái điện thoại không được chơi hai tay cho nên là ông đi ông tưới cây. Thấy chủ cầm cái điện thoại không được hai tay cầm cho nên là hơi bị rỗi. Sẹo ơi! Sẹo đẹp dai! Ui giời ơi! Đấy, cho nó già, cho nó dứt cỏ. Dứt cỏ này là dễ nôn lắm, những cái cỏ xước này. Nó nôn thôi. Mọi người thì bảo là đây nó, có những người thì bảo đây nó là cái bản năng của nó, là cái con chó nó dứt để cho nó nôn ra để nó chống bệnh với lại này kia, nhưng mà không hẳn. Có những cái loại cỏ nó ăn vào thì nó không nôn đâu. Có những loại cỏ nào bệnh, còn như có những cái loại thì không phải. Kiểu như kiểu là gọi là rảnh rỗi thì gặm chơi kiểu thế. Nhưng mà những cái loại cỏ ráp này là thường nó sẽ làm con chó nôn này. Nó không phải cỏ trồng, cỏ này là cỏ mềm này. Nói tiếp là nuôi cái con chó này, bất kỳ giống chó nào, cái quan trọng nhất là con chó nó phải thuần chủ. Đấy là cái quan trọng nhất. Có thể nói là như thế. Nếu con chó mà nuôi nó không thuần chủ ấy thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều vấn đề. Nó gây phiền cho cuộc sống. Nó thuần chủ, nói nghe nó hiểu, quấn chủ thì nó nuôi nó sẽ thuận. Đây này, muốn cái vườn cho cái vườn để cho nó chơi. Muốn cái vườn để cho nó chơi, để cho nó sạch sẽ, để nó yên tâm. Rắn rết này kia là thế thôi, nhưng mà để cho nó sạch như này là phải nhổ cỏ liên tục đấy. Ở cái giai đoạn trước khi những cái cỏ mà mình trồng mà nó phủ được hết thì phải nhổ những cái cỏ khác đi. Vì những cái cỏ khác, cái một là những cái cỏ mà nó phủ ở bên trên cao này là nó che mất nắng. Hai nữa là nó lan cái gốc của nó này, nó che mất cái bề mặt đất. Cái cỏ mà mình trồng này nó không lan được ra. Kiểu như thế này.
nằm đây nó không lan đây này. Đấy, thế thôi, nhưng mà để được có một cái sân cỏ mà để cho nó gọi là con chó nó chơi, nó yên tâm, nó vui vẻ là cũng nhiều công lắm. Cứ nhỏ thì nó lại mọc lên đây, chỗ này là chỗ nhỏ sớm nhất này. Bây giờ nó phun lên như thế này. Chỗ này là mới nhỏ này. Rảnh rỗi ra chơi với chó thì tay ngồi gọi là mồm nói tay làm thôi. Quay video này thì làm nó không được hiệu quả, nó không được cao. Thế bình thường thì hai tay cùng nhỏ thì nó nhanh hơn tí. Nhỏ vậy thôi. Vứt ra kia. Thôi rồi, tiện tay nhỏ tí thôi chứ để tí nữa là phải tưới nhẹ. Tưới nhẹ sau đấy nhỏ thì nó dễ nhỏ hơn. Sẹo ơi. Sẹo ơi, về đây nào. Về đây. Ông mới đi luồn lách, ông mới tìm kiếm, ông mới đánh dấu lùng rắn cũng nên. Vì trong vườn này khả năng vẫn còn 1-2 con rắn nữa. Chưa hết, kinh lắm. Vì rắn ở đây nó là rắn hổ mang, mọi người, nó là rắn độc. Nên là khi nào phải dọn sạch tinh hết vườn này thì mới có thể yên tâm được. Đây, vẫn còn cái chỗ đằng này chưa dọn này. Đây như coi như là đây mới là dọn là 1/3. Chỗ này mới nhỏ đi nhưng mà chưa. Nhỏ đi mà không phủ cái cỏ này ngay thì cỏ, mấy cái cỏ cao kia nó lại mọc lên. Mọc tùm đây, rền dại này. Rền dại này nó là vị thuốc đây, nhưng mà thực ra ở đây thì cũng không dùng cái gì đến cái rền dại này. Rền dại nó phát triển nhanh lắm. Đây, nó bung ra đây một tí thì nó đã bắt đầu nó mọc lên cái loạt rền mới này. Chỉ khoảng một tuần thôi là nó phải cao khoảng bằng đến đầu gối luôn, nếu không nhỏ đi. Cần thì có thể cho zoom 0.5. Đẹp dai không? Đấy, để cho mọi người nhìn sẹo. Đấy, quăng cái mũ đỉnh không? Quay cái mũ. Quay nhếch cái đấy. Vậy là đấy, vậy là Messi với Ronaldo chưa ăn thua gì. Kỹ thuật quá cao. Người ta gọi là nói khác gặp thời nhỉ. Đây bị bụi này. Bụi mắt một bên là bị bụi này. Gọi là cái gì, có vẻ lông mũi hơi da mũi của sẹo là hơi bị ấy nhá, hơi bị gọi là sưng sưng đấy. Mặt giường. Vào đây. Ngồi xuống. Mai tắm nhá, không tí tắm luôn đi. Nhỉ. Mắt rời tí tắm luôn nhá. Chúng ta tắm 5 phút, 10 phút xong. Đó, để mọi người quay, để mọi người nhìn con chó. Và cái con chó khi mà nó đã là cái con chó thuần người ấy, thì dù là có thể là bận mãi cái gì đấy hay là đi đâu nửa năm, một năm, nó vẫn cứ quên, vẫn cứ nhớ tất cả mọi thứ luôn. Đây, nóng này. Khi mà trời nó nóng này, con chó nó cũng bị nóng trong. Khi mà nó nóng trong là con chó nó mẩn đỏ như này. Đấy là do cái tác động của cái thời tiết. Khi mà thời tiết nó quá nóng oi thì nó có thể phát sinh ra cái tình trạng này. Nếu mà cái con chó mà cái chế độ ăn của nó không mát, nhưng mà nếu mà nó nóng quá thì chế độ ăn nào con chó nó cũng bị mẩn. Có thể hiểu là như thế. Nó như người mình ấy, những cái lúc mà trời nóng thì nó hay bị ngứa theo kiểu như vậy. Thì với cái này là mọi người nếu mà có cái con nào mà bị như thế này ấy, thì mọi người phát hiện ra cái tình trạng này một phát là mọi người mua cái liver detox. Cái liver detox 250.000 một lọ, 120 viên ấy. Thì chỉ cho nó uống khoảng tầm 3-4 ngày thôi. 3-4 ngày liền là nó sẽ không ngứa nữa. Và cái vết này nó sẽ tịt đi. Mỗi ngày mấy viên. Tức là một lọ đấy có thể dùng cả 5-2 năm nếu mà nuôi một con chó thoải mái. Thì chứ còn nếu mà mùa hè này nhá, mà nó nóng ở những cái khu vực nóng như ở miền Bắc, mà nó nóng như thế này mà lại mất điện thế này kia, mà theo cái kiểu là chó không thả tự do thì nó hay bị nóng như thế này lắm. Còn nếu con chó mọi người nuôi mà mọi người thả tự do, nó ra vườn nó nằm, nó đào đất, nó nằm ở đất thì nó sẽ không có tình trạng này. Nhưng đây như bọn này là mình chỉ thả trong giờ thôi,
chứ không thả tự do, bởi vì nuôi rất nhiều chó, nhưng rất nhiều nhà cũng sẽ nuôi như vậy, sẽ nuôi theo cái kiểu là thả theo giờ thôi. Còn bình thường có thể nó là cọc xích hoặc là nhà không có vườn thì cái con chó mùa nóng mà nó hay bị như thế này, thì đơn giản là dùng cái liver detox đấy hỗ trợ nó, thì nó sẽ hết ngứa, nó không bị ngứa nữa và nó hết nóng trong. Ok, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhé. Vẫn đang quay. Đây, sẹo ngồi yên đấy, sẹo ngồi đấy. Ngồi đấy, coi video cho đẹp, sẹo đẹp dài đi. Đấy, khi mà gần chủ là nó gãi, nó thò xoăn ra kìa, vì nó phê. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé.